Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 7 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin bị Tổng thống Mỹ Donald Trump bị Facebook và Twitter phạt. Tổng thống Mỹ Donald Trump và chiến dịch tranh cử của ông bị Facebook và Twitter phạt vì những bài đăng trong đó có tuyên bố trẻ em gần như miễn nhiễm với virus corona. Facebook đã xóa bài đăng đó có chứa đoạn clip từ một cuộc phỏng vấn mà ông Trump dành cho Fox News, nói rằng nó chứa thông tin sai lệch và có hại về viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh bầu cử Mỹ đang sôi động và cuộc đấu giữa Trump và Biden chưa phân thắng bại. Nhà báo Nick của BBC News ở New York đưa ra nhận định rằng nhược điểm của Trump làm đối thủ yếu, Biden trông mạnh mẽ hơn. Tweet theo sau nói rằng họ đã đóng băng một tài khoản của chiến dịch Trump 2020 cho đến khi tài khoản này xóa một tweet chứa cùng clip đó. Công bố của Bộ Y tế Công cộng Hoa Kỳ khẳng định là trẻ em không có khả năng miễn dịch với viêm phổi Vũ Hán. Và Facebook và Twitter đã nói gì? Người phát ngôn của Facebook cho biết tối thứ Tư như sau. Video này bao gồm các tuyên bố sai sự thật rằng một nhóm người miễn nhiễm với viêm phổi Vũ Hán. Điều này vi phạm chính sách của chúng tôi và thông tin sai lệch có hại về viêm phổi. Đây là lần đầu tiên gã khổng lồ mạng xã hội Facebook có động tác xóa nội dung do Tổng thống đăng tải dựa trên chính sách thông tin sai lệch về virus corona, nhưng không phải là lần đầu tiên nó phạt ông Trump vì nội dung trên trang Facebook của ông. Cuối hôm thứ Tư vừa qua, Twitter cũng cho biết họ đã đóng băng tài khoản @TeamTrump vì nó đăng cùng một đoạn trích cuộc phỏng vấn mà tài khoản của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ. Một phát ngôn viên của Twitter cho biết rằng tweet của TeamTrump vi phạm các quy tắc của Twitter về thông tin sai lệch về viêm phổi Vũ Hán và chủ sở hữu tài khoản sẽ được yêu cầu xóa tweet trước khi họ có thể tweet lại. Dòng tweet này sau đó nó dường như đã bị xóa đi. Twitter và Facebook cùng xóa một đoạn video đăng trên tài khoản của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong đó, một nhóm bác sĩ cho rằng không cần đeo khẩu trang và phong tỏa để ngăn dịch, đồng thời ủng hộ dùng thuốc Hydroxyl để điều trị viêm phổi Vũ Hán. Và thông tin được đưa ra là các tweet đăng đoạn video đã vi phạm quy định của chúng tôi đưa thông tin sai về viêm phổi Vũ Hán. Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn của Twitter nói ngày 28 tháng 7. Trước đó, Facebook cũng đã gỡ bỏ đoạn video trên tài khoản của ông Trump vì lý do tương tự. Trong đoạn video, một nhóm bác sĩ tuyên bố không cần đeo khẩu trang hay phong tỏa để ngăn dịch. Các bác sĩ này ủng hộ dùng thuốc Hydroxyl để điều trị COVID-19, dù đến nay loại thuốc này chưa được chứng minh có thể chống lại virus corona chủng mới. Đây là hình ảnh. Việc dùng thuốc Hydroxyl để điều trị cúm Vũ Hán có thể có hay không vẫn là vấn đề đề tài đang tranh cãi. Theo tờ Washington Post, 14 triệu lượt người đã xem đoạn video này trên trang Facebook trước khi bị xóa. Sau đó, ông Trump tiếp tục đăng video này trên trang Twitter, nơi ông có hơn 84 triệu người theo dõi. Twitter vào hồi tháng trước đã tạm thời đình chỉ tài khoản của con trai của ông Trump vì chia sẻ một đoạn clip Twitter nói đã quảng bá thông tin sai lệch về virus corona và thuốc Hydroxyl. Nhưng trong tháng 3, Twitter nói một tweet của doanh nhân Elon Musk gợi ý rằng trẻ em cơ bản là miễn nhiễm với virus corona đã không phá vỡ các quy tắc đó. Trump nói gì trong cuộc phỏng vấn với Fox News, câu hỏi cũng được đặt ra. Phát biểu qua điện thoại trong chương trình Fox and Friends hôm thứ Tư, ông Trump lập luận rằng đã đến lúc tất cả các trường học trên toàn quốc mở cửa trở lại. Ông nói, nếu bạn nhìn vào trẻ em gần như và tôi gần như sẽ nói chắc chắn là miễn nhiễm với căn bệnh này. Rất ít, họ mạnh hơn, thật khó tin. Tôi không biết bạn cảm thấy thế nào về điều đó, nhưng họ có hệ thống miễn dịch mạnh hơn nhiều so với chúng ta bằng cách nào đó. Và họ không có vấn đề gì, họ đơn giản là không có vấn đề gì. Ông cũng nói về virus corona như sau, việc này sẽ biến mất, nó sẽ biến mất giống như mọi thứ biến mất. Và câu hỏi được đặt ra, viêm phổi Vũ Hán nguy hiểm như thế nào đối với trẻ em? Đây là hình ảnh tranh của UNICEF khuyến cáo việc bảo vệ trẻ em trước nguy cơ lây nhiễm cúm Vũ Hán. Trẻ em có thể mắc và truyền virus nhưng nguy cơ các em bị nặng do virus này cực kỳ thấp. Người lớn và đặc biệt là người lớn tuổi có nhiều nguy cơ bị nặng và tử vong do các biến chứng do virus gây ra. Và nghiên cứu lớn nhất được thực hiện cho đến nay với hơn 55.000 bệnh nhân nằm ở bệnh viện cho thấy chỉ 0,8% bệnh nhân dưới 19 tuổi, 50% số người bị xác nhận nhiễm virus corona được đưa vào các phòng đơn vị chăm sóc quan trọng ở Anh, xứ Wales và Bắc Ireland, khoảng 60 tuổi trở lên tính đến ngày 31 tháng 7, theo một tổ chức nghiên cứu từ thiện. Một nghiên cứu gần đây của Hoa Kỳ về các trường hợp nhiễm virus corona trong số 7.780 trẻ em từ 26 quốc gia cho thấy
hầu hết 1/5 bệnh nhân không có triệu chứng, một trong 5 người khác bị tổn thương ở phổi trong quá trình nhiễm trùng. Theo nghiên cứu từ Trung tâm Khoa học Sức khỏe Đại học Texas San Antonio, khoảng 3,3% được đưa vào các đơn vị chăm sóc đặc biệt và 7 trường hợp tử vong đã được báo cáo. Và một nghiên cứu từ Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London cho thấy những người dưới 20 tuổi bị nhiễm virus corona ở tỷ lệ khoảng 5% so với trên 20 tuổi. Đã có một số trường hợp cực kỳ hiếm trẻ em phát triển hội chứng viêm tương tự như bệnh Kawasaki và các nhà khoa học đang tìm hiểu về một phản ứng miễn dịch chậm có thể xảy ra với virus corona. Và câu hỏi tiếp tục được đặt ra, lần trước Facebook đã gỡ bài của Tổng thống Mỹ Donald Trump là tại sao? Vào tháng 6, Facebook nói đã xóa các quảng cáo về chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump, trong đó dùng một biểu tượng được sử dụng bởi Đức Quốc xã. Công ty nói quảng cáo vi phạm có chứa một hình tam giác ngược màu đỏ, tương tự như hình tam giác được Quốc xã sử dụng để gắn nhãn cho đối thủ như Cộng sản. Ban vận động tranh cử của ông Trump nói nhóm hoạt động chống đối cực tả sử dụng biểu tượng này và đó là một tham chiếu đến họ. Quảng cáo được đăng trên các trang web của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence đã xuất hiện trực tuyến trong khoảng 24 giờ và nhận được hàng trăm nghìn lượt xem trước khi chúng bị gỡ bỏ. Mạng xã hội Twitter tiếp tục gắn cảnh báo về một nội dung được Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên trang nền tảng này trong ngày 29 tháng 5, lần này là cổ suý bạo lực, do đó vi phạm chính sách của tweet. Đây là hình ảnh chụp màn hình dòng tweet của ông Trump và dòng cảnh báo tweet gắn vào. Ông Trump đã viết như sau, những kẻ côn đồ này không hề tôn trọng những ký ức về Gorg Fort, người đã chết, và tôi sẽ không để điều này xảy ra. Tôi vừa nói chuyện với thống đốc Tim Watt và bảo với ông ấy rằng quân đội Mỹ sẽ luôn ở bên ông ấy. Có bất cứ khó khăn nào chúng tôi cũng sẽ khôi phục quyền kiểm soát. Nhưng một khi việc cướp bóc bắt đầu, súng sẽ nổ. Cảm ơn bạn. Cảnh báo được tweet gắn vào cho biết nội dung này vi phạm quy định của tweet về cổ suý bạo lực. Nhưng công ty quyết định vẫn để mọi người xem được nội dung này vì sự quan tâm của công chúng. Người dùng tweet vẫn có thể tweet lại, nhưng không thể trả lời reply hoặc thích like với tweet bị gắn cảnh báo của ông Trump. Theo báo Bloomberg, nội dung mới bị cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump là nói về cuộc biểu tình bạo lực đang diễn ra ở Minneapolis sau cái chết của một người da đen không có vũ khí trong tay liên quan đến cảnh sát. Ông Trump đã viết như sau, những kẻ côn đồ này không hề tôn trọng những ký ức về Gorg Fort. Và sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại viết một nội dung khác bổ sung như sau, tôi không thể đứng ngoài và xem những điều xảy ra ở một thành phố vĩ đại của Mỹ, thành phố Minneapolis, hoàn toàn thiếu sự lãnh đạo hoặc thị trưởng Jacob Flake cực tả quá yếu đuối, có hành động và kiểm soát thành phố hoặc tôi sẽ cử vệ binh quốc gia đến và đảm bảo mọi thứ diễn ra một cách đúng đắn. Và cuộc đại chiến giữa Trump và Tweet đã diễn ra. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 29 tháng 5 đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm xóa bỏ tấm lá chắn pháp lý bảo vệ các mạng xã hội ở Mỹ lâu nay sau khi Tweet dám gắn nhắn mác bảo kiểm chứng thông tin với hai tweet của ông. Đây là hình ảnh Tổng thống Donald Trump nói chuyện với các phóng viên trước khi ông ký sắc lệnh chỉnh đốn các công ty truyền thông xã hội tại Nhà Trắng vào ngày 28 tháng 5 năm 2020. Sắc lệnh này trao cho cơ quan quản lý quyền thực hiện biện pháp quản lý để chống lại các công ty như Facebook và Twitter liên quan đến cách họ kiểm soát nội dung trên các nền tảng của mình. Một nhóm nhỏ các công ty độc quyền về truyền thông mạng xã hội có quyền lực không bị kiểm soát trong việc kiểm duyệt, ngăn chặn, sửa chữa, định hướng, che giấu, thay thế hình thức tương tác giữa các cá nhân và những người theo dõi nền tảng của họ. Ông Trump đã phát biểu khi tuyên bố ký sắc lệnh hành pháp vào ngày 29 tháng 5 tại Nhà Trắng. Và chiến đến cùng, Tổng thống Mỹ, một trong những người được cho là hưởng lợi rất nhiều từ việc sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Twitter, cáo buộc mạng xã hội này đã kiểm duyệt bất công với ông và những người có cùng quan điểm bảo thủ khác. Đồng thời cho rằng các mạng xã hội đã được trao quá nhiều quyền dẫn đến việc kiểm soát và vi phạm tự do ngôn luận của người dùng nên cần phải chấn chỉnh. Mặc dù sắc lệnh này về mặt lý thuyết là ảnh hưởng tới mọi công ty truyền thông mạng xã hội, nhưng ông Trump đã nhắn đến đích danh tweet tới 6 lần trong sắc lệnh này, nhiều hơn đáng kể so với gã khổng lồ Facebook và YouTube. Theo truyền thông Mỹ, sắc lệnh của ông Trump nhắm vào một điều luật được Quốc hội phê chuẩn vào năm 1996, vốn luôn là tâm điểm của các cuộc đối đầu chính trị về vấn đề kiểm soát ngôn luận trên các nền tảng mạng xã hội. Đó là mục 230 của đạo luật hành xử đúng mực trong truyền thông, được xem là trụ cột pháp lý của mạng Internet. Trong dòng tweet vào ngày 29 tháng 5, ông Trump cũng đã khuyên Quốc hội nên hủy bỏ mục 230 này. Theo trang Recorder, mục 230 nêu rõ các nền tảng Internet đóng vai trò trung gian, chứa đựng nội dung của bên thứ ba,
ví dụ như các tweet trên Twitter sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý về những gì bên thứ ba đăng lên. Trang Recorder cũng khẳng định nếu không có sự bảo vệ của mục 230 sẽ không có Internet tồn tại theo cách như chúng ta vẫn biết ngày hôm nay. Vì vậy, nếu điều luật này bị xóa, tất cả những trang web hoạt động được nhờ vào các nội dung do người dùng cung cấp sẽ biến mất. Sau những phản ứng chỉ trích quyết định phê chuẩn sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump là bảo thủ cực đoan và chính trị hóa, sáng sớm ngày 29 tháng 5, tweet đã nhấn thêm một bước nữa trong cuộc so găng cùng Tổng thống khi tuyên bố một tweet của ông Trump nói những người biểu tình ở thành phố Minneapolis có thể bị bắn, có nội dung cổ suý cho bạo lực và điều này vi phạm các nguyên tắc của tweet. Đây là hình ảnh hàng loạt các ảnh biếm họa vẽ cuộc đại chiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và tweet được xuất bản trên mạng xã hội. Ý định của chúng tôi là kết nối những tuyên bố có nội dung mâu thuẫn và đưa ra thông tin đang được tranh cãi để mọi người có thể tự mình đánh giá. CEO của tweet Dorsey ngày 29 tháng 5 nói trên nền tảng của ông sẽ tiếp tục cảnh báo người dùng về những thông tin bị bóp méo, xuyên tạc. Và đây có phải là tiền lệ nguy hiểm hay không? Các chuyên gia luật ở Mỹ nhìn chung đều cho rằng sắc lệnh hành pháp về truyền thông xã hội của ông Trump không khả thi, song nó có thể đặt ra một tiền lệ mang tính biểu tượng về sự kiểm soát của chính phủ trên mạng Internet. Trước hết, để cụ thể hóa mong muốn của ông Trump, các nhà quản lý tại Ủy ban Truyền thông Liên bang sẽ phải tạo ra những luật lệ mới để có thể rút lại những chính sách bảo vệ đang áp dụng đối với các công ty Internet. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 7 tháng 8 năm 2020 với bản tin Trump bị Facebook tweet phạt. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de